Em nha, mấy lâu nay thì anh em cứ hỏi cái dòng đeo 5502 và 5505 là nó giống nhau và khác nhau ra là sao. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em cái con đeo 5505 chạy chip Ryzen nha các bạn, Ryzen AMD. Đó, bây giờ mình sẽ bóc một em đeo 5505 để các bạn chiêm ngưỡng vẻ bên ngoài của nó, coi thử nó có giống và khác nhau ra sao so với em đeo 5502 nha. 5502 thì nó chạy chip Intel nha các bạn. 5502 là chạy chip Intel, còn 5505 là chạy chip Ryzen. Đó, nó chỉ thức trước tiên là nó khác về con chip nha. Mình sẽ khui ra để các bạn thấy là nó có khác gì không. Đây các bạn, 5505 là nó vẫn là cái màu bạc, màu silver nha. Cục sạc của nó chỉ 45W, sạc rất là nhỏ. Đối với dòng Ryzen hiện tại thì nó chỉ chạy mới tích hợp cái card AMD Graphics thôi các bạn, tức là card on đó. Đó, cái mặt bên trong nó các bạn. Thiết kế giữa 5502 và 5505 là giống nhau 100% luôn các bạn, giống nhau 100% luôn, cũng có đầy đủ tất cả các cổng kết nối giống như 5502 đó, và đèn bàn phím này kia là đầy đủ y chắc luôn, không khác tí nào. Nó chỉ khác về con chip các bạn. Đây, ví dụ như là mình hiện tại là mình đang có đeo 5502 Ryzen 7 này, với 7 này, 4700U đó, BIOS nó cũng khác khác các bạn. Đó, SSD là 512GB. Đó. Memory tốc độ bit memory là 3200. Đó, memory RAM 8GB. M.2 512GB. Trong này cái BIOS nó chỉ khác khác chút xíu vậy thôi. BIOS này là BIOS nó giống BIOS hồi xưa các bạn. Đó, nó chỉ khác vậy thôi các bạn. Ryzen. Đó. Các là AMD Graphics. Em này thì nhiều người bạn hỏi là giữa chip Ryzen á và chip Intel á thì cái nào nó mạnh hơn? Không có. Đó, giữa hai cái thì cái nào nó mạnh hơn thì thật sự là giữa Ryzen á và Intel các bạn, nếu mà i5 đi với Ryzen 5 á thì so sánh tổng thể thì thằng Ryzen nó vẫn mạnh hơn thằng Intel các bạn. Hi there. I'm Cortana and loa nghe rất là to. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to Vietnam. Is that right? Đây mình cứ bấm cái đèn lên các bạn coi này. Đó, nó có đèn mà buổi tối nó rất là sáng nha. Đúng không?
rất là đẹp quá bạn, nhẹ lắm. Em này là regen thì nó thật sự là nó nhẹ 15 inch, nó nhẹ tầm 1,6 kg, 5,6 kg các bạn. Hàng của Dầu Khí phân phối rồi. Mình cũng không có giới thiệu nhiều về cái ngoại hình cũng như là cái mấy chức năng cơ bản các bạn, tại vì là mấy em này thì mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi, tại vì mình chỉ mở ra để cho các bạn biết là Regen với lại Intel nó khác nhau và giống nhau ra sao các bạn. Tức là ngoại hình thì nó giống như như nhau luôn bạn, 100% như nhau luôn. Nó chỉ khác cái con chip là do hai nhà sản xuất khác nhau thôi, Intel và AMD đó bạn. Đó, còn ngoại hình là giống nhau 100%. Còn đối với dòng Regen á thì nó sẽ hút RAM nhiều hơn các bạn. Ví dụ như là Intel các bạn gắn ghi 8GB vào thì nó sẽ nhận được 7GB 9 mấy các bạn, 7GB 9 đi. Thì thằng Intel nó sẽ thằng AMD nó sẽ nhận được 7GB 7 thôi. Còn lại á, còn số RAM còn lại á thì nó sẽ bổ sung vào cái card các bạn. Cho nên là thằng Regen nó chạy mạnh hơn thằng Intel là vậy, tại nó hút RAM đó bạn, nó lấy RAM nó đập qua card đó. Và nếu chúng ta có nhu cầu á, các bạn gắn thêm 8GB nữa thành 16GB á, thì máy nó sẽ chạy rất là mạnh luôn các bạn. Đó, Regen mà cứ RAM càng nhiều là nó máy nó càng mạnh hơn Intel rất là nhiều các bạn. Em này cũng bằng vỏ nhôm đó các bạn. Đeo 5505 nhớ các bạn. Nhiều bạn là muốn biết cái mẫu 5505 nhưng mà thật sự là 5505 và 5502 nó là một luôn các bạn. Về thiết kế là một luôn, không khác tí nào. Đây màn hình các bạn này, màn hình nó tràn quyền luôn, đẹp quá trời đẹp. Đó, bàn phím này có LED nha, touchpad cho các bạn nhìn thấy touchpad này. Rất là rộng rãi. Đây là con chip AMD Ryzen 7 nè các bạn. 4000 series. Thật sự là bây giờ hiện tại thì nó đã ra 5000 series rồi, nhưng mà trên những cái thương hiệu khác thôi, còn đối với thương hiệu Dell thì mình chưa thấy. Nó mới dừng lại ở Ryzen 7 4007 và series 4000 thôi, còn series 5000 thì chắc có thể là qua năm 2022 thì Dell nó mới ra. Tại vì hiện tại thì tình hình dịch bệnh đang tràn lan như vậy thì mình khuyên các bạn là thấy em nào phù hợp thì các bạn nên mua luôn, chứ chúng ta không nên chờ đợi, tại vì là mình không biết cái lịch hạn đeo nó về khi nào, cũng như là giá thành thì mỗi ngày nó một tăng lên. Như em Ryzen 5 Ryzen 7 4007 này nếu mà trước Tết thì bên mình bán có 18 mấy các bạn, 18 mấy á. Bây giờ là đang bán tới 20 triệu mấy rồi. Đó, nó tăng từ hơn 2 triệu một cây các bạn. Đó, thật sự là do dịch bệnh các bạn, bên nước ngoài nó không có về được. Thứ nhất là thiếu chip, cũng thứ hai là thiếu bên vận chuyển các bạn, thiếu container. Đó, đẹp quá các bạn. Đây là miếng cao su, là các bạn biết là miếng cao su xong để nó nâng lên bằng lề các bạn. Đó, 5502 thì nó vẫn nâng bằng lề đó. Nâng bằng lề nó các bạn. Đó, 5502 cũng như 5505 nâng bằng lề hết. Đó. Rất là hay các bạn. Đẹp quá trời là đẹp các bạn. Bên này thì nó chỉ có một cổng USB thôi, bên phải là một cổng USB 2.0, đây là cổng SD. Đó. Khung nhôm nhìn rất là chắc chắn. Đây bên cạnh các bạn thấy là nó vuốt mỏng. Chỗ này nè. Chỗ này nó vuốt là mỏng. Mỏng hết cỡ luôn nè. Đẹp quá. Và bên trái đây các bạn, bên trái thì nó sẽ đầy đủ các cổng hơn, đó là một cổng USB 3.0, một cổng Thunderbolt. Đó, Type-C Thunderbolt luôn các bạn, và một cái cổng HDMI. Đó. Em này thì nó không có mạng LAN các bạn. LAN không có. Nếu LAN thật sự là nó mỏng quá thì nó không thể tích nó LAN vào được, thì
Nếu mà mình cần là LAN để xài cho doanh nghiệp cũng như là muốn chơi game á thì mình nên mua cộng chuyển từ Thay-C ra hoặc là từ HDMI ra LAN. Đó thì nó tốc độ nó vẫn như nhau các bạn, không khác tí nào. Và mình khuyên các bạn khi mà mua cộng chuyển á, thì các bạn mua cái cộng hàng chính hãng các bạn. Tại vì ở ngoài nó có bán một số cổng đạt không chuẩn á, tức là không phải hàng hãng, nó sẽ tốc độ nó sẽ bị giảm xuống á. Đây, để mình coi, mình tắt cái chức năng khởi động Win trong cái BIOS của con Ryzen đó. Nó nằm đây à. Đây các bạn. Khi mà các bạn muốn chức năng khởi động, tức là một cái máy 5502 cũng như 5505 á. 5502 thì mình có hướng dẫn tắt rồi, thì 5505 sẵn đây mình hướng dẫn các bạn tắt luôn. Tại vì khi mà các bạn xài á, lỡ các bạn mở lên để các bạn coi cái máy của mình nó có bụi không này kia mà mình không muốn mở lên á, thì cái dòng những cái sản phẩm đời mới thì nó sẽ tự kích hoạt nguồn, nó chạy thẳng vào trong Win luôn, rất là bực mình. Nhiều lúc là mình không có nhu cầu xài nhưng mà nó mất công phải tắt. Đây thì mình vào F2, bấm khi khởi động máy bấm F2, vào Power on Lit Open đó, bấm Disable nó đi các bạn nha, Disable và bấm F10 save lại nha, F10 save lại, thì lúc đó thì nó sẽ không còn Win nữa, nó sẽ không còn khởi động máy nữa. Đó, tắt đi. Đó, đây là thiết kế màu bạc của em anh. Ok, để mà xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp hơn đối với dòng Dell 5505 Ryzen 7 4700U á, thì các bạn cứ đến Laptop 123 xem trực tiếp, trải nghiệm trực tiếp. Hiện tại là Dell 5502 và 5505 á, là có sẵn tại Laptop 123 để các bạn so sánh và mua trực tiếp tại Laptop 123. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều.